Chào các bạn đến với linh kiện MCU.vn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng test bạch máy bơm nước tự động sử dụng IC555. Đây, máy bơm nước sẽ có 3 mức tín hiệu xanh lá tượng trưng cho đáy bể, vàng tượng trưng cho giữa bể, đỏ tượng trưng cho đầy bể. Chúng ta cùng test các nguồn vào. Khi cấp nguồn vào thì ban đầu thì cả ba mức bể không có nước thì là 3 giây đều để không, tức là 3 giây không nhúng nước thì máy bơm sẽ hoạt động. Khi máy bơm hoạt động thì dây đầu tiên là dây xanh ở đáy bể sẽ được xuống nước, tiếp đến là dây vàng giữa bể, và khi để bể thì dây đũa sẽ nhúng xuống nước, máy bơm sẽ ngắt. Và khi chúng ta bắt đầu sử dụng thì mực nước sẽ hết dần dần, hết hơn nửa bể thì là tức là dây đũa sẽ không còn nhúng xuống nước nữa, thì là máy bơm vẫn chưa hoạt động. Dây vàng sau khi sử dụng 2/3 bể, tức là máy bơm đã dây vàng đã không còn nhúng xuống nước, thì máy bơm sẽ hoạt động bơm lại cho chúng ta, bơm lại sau đó bơm đến khi nào đầy bể thì máy bơm sẽ tự động ngắt. Về cái mạch 555 này thì dùng thế này thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cạn nước, và cái mục tiêu của chúng ta là phải dùng hết 2/3 bể thì nước mới tiếp tục bơm nước vào được. Đây, bạn có thể xem mạch sử dụng IC555 để điều khiển con relay ấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình sẽ trở lại với những sản phẩm tiếp theo.